Thôi bây giờ mình đã tới chỗ là bán xe siêu á, mình đậu xe. Cái này là xe của mình, cái này là kiểu xe siêu. Đây là chiếc con khách. Mình là phụ nữ và thích xe lắm, thích xe thể thao lắm. Hồi xưa là mình hồi mình chưa có tiền, mình còn nghèo thì mình cũng sống như thầy hiếu dạy đó là phải tiết kiệm tối đa để mua nhà, xây dựng tương lai. Bây giờ thì mình đã khá rồi thì tiền để tủ cũng vậy, mình lấy ra xài chút cho nó giấc mơ của mình. Cái này là chiếc xe gì đẹp quá mà đeo vui à, để coi lên tôi đi. Cái này có bảo gì ha? What type of car is that? Tesla? What type of car? This car? Yeah, that. Thank you. You going to buy that? Yes. Huh? Yes. Oh yeah, for the best, huh? Just money. Pocket money. You make, we make money together and we buy. Vineyards. Yeah, we don't have to worry. Anh nhà cũng mua hàng, anh nói tiền còn đem túi quá. Bởi cái xe này thằng xấu ha. Này nó kêu là Chapman King. Là mấy chiếc Range Rover. Chỗ này là chỗ mơ ước của tất cả các vị thích xe siêu. Mình thì lúc nào mình mà có tiền chắc mình cũng mua chiếc Lamborghini. Tiệm này là tiệm đây chị mày có mấy chiếc xe Cadillac. Đây chiếc đèn này là không, cái này là Rolls Royce, mình nói chẳng có là Rolls Royce. Rolls Royce thì cái nhãn hiệu của nó là đây. Giờ bước qua đây coi. Hello, what car is this? This is a Karma. Oh, it's a Karma. It's a quicker than Lamborghini? No. Cheaper or more expensive? Cheaper. Thank you. Mình hỏi chiếc này xe gì? Chiếc này là tên là chiếc Karma. Chạy xe thì là cá ma hết ha. Bây giờ mình hay là Prestige Import. Bây giờ mình vô mình coi nha, coi mấy cái xe quý trong này. Mấy xe quý trong này là người ta để phía trong phải có nắng mưa. Hello.
film the car for my friend in Vietnam, how beautiful the car is. So that red car is mine, so my dream is to try that one. Do you want a piece? I better work hard. Work harder. Đây cái này anh đẹp trai. It's okay, I film you? Yes. Chị đẹp trai, chị Hoa Hậu đẹp không? You are very beautiful. Thank you. Look. Chị cười, chị vui không? Thank you, cái này là handsome man. Thank you very much. Wow, thank you. Em có thích hả? Rồi, bây giờ mình vô quay cái xe Lamborghini nha. Nhiều kiểu quá, mình không có rành hết. Đây. Chiếc này là chiếc Ferrari. Họ bán luôn cả áo quần hiệu xe của Lamborghini nữa ha. Dùm đi từng chiếc. Trời ơi, chiếc này đẹp quá. Cái Lamborghini nó có nhiều kiểu. Khoảng chừng từ 300 ngàn Mỹ Kim trở lên. Phía sau là những văn phòng có bữa tiếng để cho những nhân viên làm việc. Màu xanh đẹp quá, màu xanh biển trời. Nó không để giá các bạn. Để giá. Wow, cái này là máy bay tư nhân. Kim Lan cho mình coi cái lần đầu. Chiếc này là trong đây nó có hai chỗ ngồi thôi. Tên đó là S59. Chiếc này là chiếc Ferrari. Cũng cỡ như là cũng giống như là Lamborghini, cũng cỡ giá tiền đó. Chiếc này chiếc Ferrari cần có thì bộ nó không có cái máy đỡ đằng. Nó
chữ ký của ông lái xe trẻ đủ thứ hết. Chiếc McLaren nó có giá tiền này, ta có giá tiền không mình? Không, không. Cái xe này là nó rất là chiếm, đi đường rừng đường núi là